Sau đây tôi sẽ chia sẻ với bạn một bí quyết để giúp các bạn tiết kiệm đến 200 triệu khi mà mở quán cà phê. Đấy, cái cách hợp tác với chuỗi rồi lấy mua nhượng quyền của chuỗi, các bạn sẽ mất những khoản chi phí mua nhượng quyền, chi phí mua nguyên vật liệu, chi phí mua máy móc thiết bị của chuỗi, và nó không thể dưới tiền tỷ được cho một quán cà phê đầu tư với chuỗi, và yêu cầu cái tiêu chuẩn bằng cũng rất cao. Nên cái điều kiện để làm chuỗi cũng như là cho phải cái chi phí rất là lớn. Với những bạn, những chủ tư có cái mức ngân sách nó không quá 1 tỷ thì chúng ta không thể lựa chọn với hình thức chuỗi được. Tôi chia sẻ với bạn một bí quyết để khiến cho bạn tiết kiệm rất nhiều tiền với tuần này. Tôi đã liên kết với các chuỗi để hỗ trợ cho các cái startup về cà phê bằng cách là chuyển giao các quy trình của chuỗi. Đấy, ví dụ như chuỗi Lemony, chuỗi Leica, số chuỗi khác có hàng chục cơ sở rồi và đã rất thành công. Đấy, các khách hàng sẽ được lấy quy trình của chuỗi, tư vấn vận hành setup từ chuỗi, các văn bản giấy tờ hay những cái quy trình rất thành công, các hệ thống phần mềm quản lý của chuỗi và được tư vấn trực tiếp bởi chủ chuỗi. Nhưng sẽ không mất chi phí nhượng quyền cho chuỗi. Tất nhiên các bạn sẽ không thể lấy cái tên của chuỗi đó được, nhưng toàn bộ về quy trình, công thức, menu của đồ uống các bạn sẽ được nắm toàn bộ. Trung bình với mỗi chuỗi thì sẽ có chi phí khác nhau, nhưng các bạn sẽ mất khoảng 400 triệu để sở hữu một cái tên thương hiệu của chuỗi. Tất nhiên với cái giải pháp này thì các bạn sẽ không được lời hẳn đến 400 triệu. Đấy. Nhưng các bạn sẽ lời trung bình được khoảng 200-300 triệu. Vì thứ nhất là mặt bằng của bạn nó cũng không đủ tiêu chuẩn để đáp ứng chuỗi. Đấy. Nhưng Nick thì liên hệ với các chuỗi để cho các startup nó vẫn có quy trình, vẫn có khả năng thành công cao nhưng không mất chi phí này. Cộng với lãi thu hàng tháng. Bình thường nếu mua thương hiệu của chuỗi thì chuỗi sẽ phải quản lý các bạn về các quy trình sau này và sẽ mất một phần doanh thu cho việc quản lý của chuỗi mà không biết, không cần biết là quán của bạn có lãi không. Đấy, thì với giải pháp hợp tác với Nick thì các bạn sẽ không mất chi phí trả cho chuỗi nhưng được hưởng các quy trình, chính sách, văn bản giấy tờ và tất cả các thứ của chuỗi trừ tên, không mất chi phí để các bạn mua nguyên vật liệu, không mất chi phí cho các bạn mua các thiết bị của chuỗi cung cấp. Tiếp đó là những quy định khác của chuỗi mà bạn không thể thay đổi, nhưng với video khác này thì các chuỗi sẽ mở cho bạn hơn và cần tính chỉnh nó cho thoải mái hơn để áp dụng được cái hay thì cái video của Nick tôi sẽ gửi cho bạn. Hoặc kể cả các bạn có nhu cầu lấy bất cứ chỗ nào, Nick sẽ giúp các bạn lấy thương hiệu đó và sẽ đảm bảo cho bạn các bạn một số chính sách có lợi. Toàn bộ cái hỗ trợ chiết khấu từ chuỗi thì Nick sẽ lấy cho khách hàng sẽ tiết kiệm tương đối nhiều chi phí, ít nhất khoảng 23% chi phí nhượng quyền. Vì nếu mà chỉ ghi trực tiếp với chuỗi thì khách hàng sẽ phải